Xin chào anh em. Hôm nay em giới thiệu cho anh em bộ 6 E61i nhé. Thông tin này. E61i. Đây là phần này. Hàng này là hàng xuất Đức anh em ạ. Hàng xuất Đức thì nó có hay có cái logo, nó có cái tiếng Đức ở đây này. Đấy, mọi người lưu ý. Còn Made in Phần Lan hay Hungary chỉ là nơi sản xuất thôi. Đây gồm cáp này, sạc này, sạc hướng dẫn này. Pin, tai nghe, máy, đây sách hướng dẫn này. À quên, sách hướng dẫn này nó là tiếng Đức luôn anh em nhé. Đấy, hàng Đức thì phải tiếng Đức chứ không phải là tiếng Anh đâu anh em. Đây là cái đĩa driver. Đây, đĩa driver. Máy đây anh em ạ. Rồi, nguyên trong ni lông này. Ni lông trùng ý máy hết anh em ạ. Về 276 nhé. Đấy, 276. Điều hết anh em nhé. Đuôi 276 anh em này. Đấy. Tất cả chủng ý máy hết anh em. Anh em cần thì liên hệ em nhé. Em Zalo là 0982830738. Anh em.